Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Phi Nhung từng suýt đánh nhau với người tình sân khấu Mạnh Quỳnh vì lý do không ngờ tới. Từng là cặp đôi được fan đẩy thuyền một thời, hóa ra Phi Nhung Mạnh Quỳnh cũng có những lúc tranh cãi như thế này. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh được xem là tiên đồng ngọc nữ của dòng nhạc trữ tình quê hương và bolero qua các ca khúc như Dù Anh Nghèo, Sâu Tím Thập Hồng, Hai Đứa Nghèo, v.v. Sự ăn ý của Phi Nhung Mạnh Quỳnh đã mang về không ít ý kiến, tin đồn. Họ là vợ chồng với nhau, ngoài đời. Ngoài vợ hiện tại của Mạnh Quỳnh, chính Phi Nhung là người mai mối và xe duyên cho anh. Xuất hiện trong chương trình Ký ức ngọt ngào, Phi Nhung lần đầu tiết lộ một số chuyện bí mật giữa anh và người tình sân khấu Mạnh Quỳnh. Nữ ca sĩ chia sẻ, tôi và Mạnh Quỳnh được mọi người biết đến là cặp song ca, ăn ý trong âm nhạc và đi cùng nhau từ rất lâu rồi. Mối duyên kết nối giữa tôi và Mạnh Quỳnh là do tôi. Chính tôi là người đề nghị kết đôi cùng với Mạnh Quỳnh. Tôi đi hát cùng Mạnh Quỳnh rất nhiều lần và thấy anh ấy tuy là đàn ông nhưng rất quan tâm, chăm chút đến phụ nữ như tôi. Mạnh Quỳnh để ý, tôi mặc áo dài như thế nào, tóc tai ra sao, tôi ngạc nhiên vì thấy Mạnh Quỳnh hiền quá nên mới rủ rê kết hợp cùng nhau. Tôi không biết các cặp song ca khác có gây lộn không, nhưng tôi với Mạnh Quỳnh, tuy bước ra sân khấu rất hợp nhau, nhưng sau sân khấu cãi lộn liên tục, tôi suýt đánh Mạnh Quỳnh. Vậy mà không hiểu sao, cứ bước ra sân khấu là hai đứa lại nhường nhịn, tôi nương anh ấy nương tôi. Hai đứa nương nhau mà hát. Khi cãi nhau tôi hiểu tính Mạnh Quỳnh và Mạnh Quỳnh hiểu tính tôi, nhưng không đứa nào chấp nhận được cái sai của nhau. Chỉ có bước ra sân khấu, chúng tôi mới nhận ra được cái sai của chính mình. Tôi đi theo anh ấy, và anh ấy đi theo tôi. Hồi mới song ca với tôi, Mạnh Quỳnh gầy và hiền lắm, nhưng lại được cái tự cao nên tôi ghét. Ngay cả bức hình nào cũng là tôi bắt Mạnh Quỳnh đi chụp mãi mới được, chứ anh ấy nhất định không chịu chụp chung. Thích chụp cái gì thì cũng phải chụp riêng. Mạnh Quỳnh là người đàn ông rất bảo thủ, khó tính, khó chịu, khó chiều. Tôi luôn nói, trên đây để anh Quỳnh có thể nghe được. Mạnh Quỳnh đi hát show mà mang theo đủ kim chỉ màu gì cũng có. Trong vali của Mạnh Quỳnh lúc nào cũng đầy đủ mọi thứ. Trong khi đó tình tôi lại đơn giản, sao cũng được, không có gì hết. Giờ nhìn cái mặt Mạnh Quỳnh, tôi thấy ghét, Phi Nhung tiết lộ thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.